Alo, thân chào tất cả anh em. Chào những người có đam mê sưu tầm đồ ve chai và đam mê điện tử giống như mình. Cũng xin thân chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình có đi ve chai mua được một số món đồ. Mặc dù nó không có gọi là giá trị gì lắm, nhưng mà nó cũng là những cái món đồ trong một buổi ve chai của mình. Thì mình xin chia sẻ để anh em cùng xem cho vui nha. Rồi bây giờ mình sẽ lần lượt là review từng món đồ của mình. Rồi bây giờ mình xin lần lượt giới thiệu từng món và chúng ta sẽ test các món luôn ha. Thì cái đầu tiên mình mua được đó là những cái này là cái gì mình cũng không biết nữa. Nó có để chữ Bon nè. Đấy. Để chữ Bon này là có nghĩa là chắc cái này là mỹ phẩm quá. Mấy cái hộp này thấy đẹp đẹp mình mua. Đây cái nữa nè. Hai cái. Một mũ trông rất là đẹp luôn. Hai cái hộp này. Chắc chắn nó sẽ có công dụng khi mà mình nghĩ ra ý tưởng để làm đó ha. Rồi, đầu tiên là hai cái hộp. Đây là những cái kệ. Cái kệ bằng BK. Cái kệ này người ta để điện thoại nè, trong thế giới di động hay gì nè. Đó, ta đặt xuống đầy như thế này nè. Mình cũng mua để đó. Có cơ hội sẽ xài đến. Tiếp theo là mình mua được một cái đế sạc pin. Cái này là cái đế sạc của những cái cục pin mà bên điện thoại ngày xưa á. Sạc mấy cục pin này nè. Đó, mà đi ve chai mình cũng lượm được cục pin nè. Ngày xưa là nó là huyền thoại á. Đây nè, chúng ta sẽ đặt vô thế này nè. À, nó có cái chấu ở trong nè. Đó, chúng ta sẽ gài cục pin vô đây. Đó, mà gì mà ta bật này lên ta sạc. Đấy, đem vô sạc. Đó. Test thử coi cái này nó còn sạc được không quý vị. Nó có cái đèn ở chỗ này nè. Đem vô mà nó còn đèn đỏ là nó đang, hoặc là đèn xanh gì đó là sạc được nha. Đây, mình sẽ ghim điện vô thử. Ghim vô nổ cái báo nè. Rồi, đèn không cháy. Ghim vô đèn không cháy. Như là nó đã hư. Hư thì mình sẽ chế cháo là cái khác. Rồi, hư thì chỗ vô. Đây. Tiếp theo là mình mua được một cái đèn này là đèn pin. Cái đèn pin này không phải là cái đèn mà chúng ta đèn pin sạc, mà cái đèn này là cái đèn mà chúng ta xài bằng pin. Mình ủa tháo mình coi thử rồi. Mà chúng ta sẽ là bỏ mấy cục pin vô đây nè. Bỏ mấy viên pin vô đây. Đó. Xài bằng 3 viên pin hay gì. Cái này xài bằng 3 viên pin lớn nè. À, nó ở trong đó. Đó. Ở đây sẽ có cái bóng đèn. Chúng ta sẽ gắn cái bóng đèn vô đây. Bóng đèn pin ngày xưa á. Này gắn vô đây. À, chúng ta dặn này lại. Nó sẽ tiếp xúc vô đây. Rồi chúng ta sẽ gắn lại. Cái này là chỉ cái vỏ thôi. Chỉ cái ché đèn thôi. Đó. Mình sẽ chế cái này lại thành cái đèn đó là sạc pin 5V. Ồ, nghe ý tưởng hay ha. Cái đèn rất là đẹp. Một cái đèn pin. Mình sẽ chế lại. Đây là cái vỏ có cái cục sạc 12V. Nó tháo ra còn cái vỏ này mình lụm lại để mình chế đồ thôi. Cái vỏ nhiều khi kiếm không có. Bình thường thì thấy vậy chứ lúc mà kiếm thì hơi khó. Nhưng thấy cái này là mình lụm liền à. Cái vỏ. Chừng nào mà trên bàn mà hết đồ coi như là nó gần hết chứ nó chưa hết. Được một cái này là cái gì ta? Cái này là cái đèn hoa sen gì nè, đứt dây à. Còn mấy cái con led nữa nè.
trong này có những con led, led màu, với thêm đây cái bản mạch nữa nè, chắc cũng nó nữa nè. Đây là các con led này, lát mình sẽ thử anh còn chạy được không. Nói làm liền, nói làm luôn. Mình sẽ lấy cái cọng dây này nè, dây điện này của mình nè. Đây là cái bộ nguồn đa năng mình đã chế được. Mình sẽ để ở cái mức là 5V, 5,26V. Mình sẽ kẹp vô thử nó có cháy không. Mấy con led này có cháy không ta? Led này chắc 5V cháy không ta? Không cháy. Led này 5V không cháy. Tăng lên 7V coi. Ê, 7V cháy nè. 7V cháy nè, đèn xanh nè, đèn đó, nè đèn nè. Đó, cháy nè. Vậy là led 6V rồi. 6V coi cháy không? Cháy, vậy là led này led 6V nè quý vị ơi. Led 6V nè. Rồi, 6V. Đặt ở đây nó cũng cháy con đường này nữa. Đó, nó cháy nè. Đó, cháy ha. Bóng led nó còn sáng được. Như vậy là các bản led này. Cái này thì có cộng dây điện mà đứt cái này à. Mà cái này ít hư led lắm. Gắn vô. Được hai cái bản này để đây. Tiếp theo là được cái bóng đèn led như thế này. Mắc con led chỗ này à. Bây giờ mình sẽ ghim điện thử coi cháy không ta. Nó xài cái chui này thì mình ghim cái này. Rồi mình cứ ghim điện vô. Bùm, nổ một cái gầm. Đây là nó cháy mà nó chớp chớp đèn nè. Cháy chứ gì ngộ. Rồi, cho em nó qua bên nữa. Tiếp theo là mình mua cái chá đèn. Cái này là của thằng đèn pin. Chá đèn của đèn pin. Điện vô là đây với đây nè. Mình cũng chưa thử nữa. Giờ mình thử luôn. Thường là cái này 5V rồi. Nhiều quá đứt ạ. Đây là cái này. Cái này chắc là đây là dương hay đây âm ta. Đây là dương nè. Âm. Không phải. Dương. Âm. Im du bà dù á. Không thấy sáng đèn gì chân vợ. Cộng là bên đây rồi nè. Bên đây là cộng rồi nè. Cộng này chơi quá. Rồi bỏ qua ba đi. Mình gặp cái này có mấy con led nữa nè. Lại là led nữa. Hay phải led quá ta. Led. Led này chắc 3V quá. Đứt. Đấy. Cháy này đỏ nè. Led 3V rồi. Đấy. Mấy con led. Giờ thêm mấy cái con tắc nhá nhạy nhắn nhữ này nè. Giờ mình lấy mấy cái này thôi. Rồi mình được cái kính. Cái kính nó còn nằm trong bọc luôn. Kính bảo hộ. Kính này đi đường cũng được. Bỏ cái bọc đi. Đây là cái kính. Ồ, kính này xài được nha. Chùi lại. Kính này ta chưa xài mà. Nên là mình
thấy thì mình lượm luôn, mình được xài được. Được hai cái bảng led nè, hai cái bảng đèn led. Nó đã có cháy một số con rồi mà không biết led này là mấy volt nữa. Mình sẽ thử luôn nha. Mình thì thích làm liền à. Đâu có led nó mấy volt. Biết để biết led nó mấy volt chúng ta làm thế này nè quý vị. Cách kiểm tra coi một con led coi nó có bao nhiêu volt. Chúng ta sẽ ghim vô cái cái đồng hồ ao chu này nè. Sau đó chúng ta sẽ dặn cái mức nhỏ nhất của nó là 3V mấy nè. Đó, led còn mờ mờ. Chúng ta sẽ lấy hai cái que đo này, chúng ta sẽ đo nó coi nó có sáng không. Đảo đầu nó lại một cái nữa coi. Không sáng chúng ta sẽ tăng lên tới cái mức là khoảng 5V. Đấy, 5V2. Không sáng. Đây sáng rồi nè. Nhưng mà để mà sáng cái con led này là 6V nè, con led này nè, nó sáng gì rồi? 6V này là nó sẽ sáng tốt luôn nè, đấy. Thì thấy không, nó sáng rồi, nó sáng tốt luôn, vậy là led thì led 5V. Cái bảng led này mình về mình tháo ra đặng mà mình làm để mình thay led cũng được nữa. Nó rất là nhiều con led. Đó, cái này là mình để mình thay led. Nói tiếp. Được hai cái bảng mạch. Hai cái luôn. Hai cái luôn. Rất nhiều con led. Rồi mình mua được một cái này là cái vỏ hộp gì không biết nữa. Lấy cái này. Khi đi lên chia chai thì gặp mấy này nên lụm đi. Về nó có công dụng lắm, nó có rất nhiều công dụng sau này ha. Cứ yên tâm mà đấy. Mình mua được một cái bóng đèn. Nhớ là còn cái bóng đèn nữa. Đây thêm cái bóng đèn nữa. Hai bóng đèn. Đây một cái bóng đèn nữa. Ba cái bóng đèn. Đây thêm một cái bóng đèn nữa. Bốn cái bóng đèn. Bữa nay mua được bốn cái bóng đèn. Mình sẽ test thử bốn cái bóng đèn này luôn. Làm cho nó nóng. Không cần phải xoắn. Đầu tiên mình sẽ test cái bóng đèn này trước, mình thấy nó nặng nè. Với bóng đèn này nó nặng kinh luôn, hai bóng đèn này nè. Không hiểu kiểu gì mà hai bóng đèn này nó nặng, quá nặng luôn. Đây cái bóng đèn nữa chứ. Nè, đây cái nữa nè. Rồi mình sẽ lấy ổ điện. Ghim điện vô. Và test thôi. Đấy. Sáng. Sáng. Rồi, sáng chói luôn rồi. Tìm gu bà gu. Rồi, sau khi mà chúng ta mà cảm thấy mà nó không được, tháo ra coi. Cứng ghê. Ấy, rồi, có gãy không vậy? Rồi bây giờ mình nhìn led nữa coi. Nhìn cái bảng mặt led nữa coi. Mình nhận thấy một điều là cái led của nó sao mà nó không có con nào bị hỏng hết trơn á. Ấy sao cái này kỳ ta. Phát hiện ra chỗ này nè. Cái này nó gì sao mà nó bắt xuống điện được ta. Mình lấy cái dao gọt giấy mình gọt cái này coi. Nè. Gì rồi sao nó ăn điện được. Đấy, mình sẽ gọt. Ê. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghim lại coi. Biết đâu nghe.
Ê, 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 ê. Mới chớp chớp á. Khẳng định luôn một điều. Dám khẳng định luôn là chỗ này nè. Nó bị chỗ này nè, chứ không bị chỗ nào chứ. Bị đây nè, lét còn tốt, mới cáo mới ton luôn. Gọt lát nó thụng vô trong luôn rồi nè. Cái này dán keo gì, dán keo lại là dán keo nến lại là ok à. Dán keo nến lại cái là nó lòi ra ngoài là nó sẽ ok à mấy quý vị. Nè nó xuất cái gì luôn rồi nè. Dán miếng keo nến vô. Bị ngộ thiệt chứ. Ha, à, cái này cái bóng đèn này là còn tốt nè. Mình không thấy nó chỗ nào luôn đó, mình sẽ dán keo nến lại để qua ba đi. Rồi, tới bóng đèn thứ hai. Bóng này đi. Bóng đèn này ai cạy ra tùm lum tới lưa hết trơn rồi nè. Không thấy nó bị gì luôn. À, sáng luôn nè. Bóng đèn sáng luôn. Ok, ngon. Một cái bóng đèn. Thêm cái bóng nữa. Bóng này thì mình cũng đã khi mình coi qua rồi, nó vẫn còn rất là mới luôn, hầu như là không có con led nào bị gì luôn. Và mình sẽ thử coi nè, nó sáng luôn nè, bóng này bóng mới luôn, có một con led nó chớp. Đâu quý vị thấy nè, sáng trưng luôn. Đấy, bữa nay mua được mấy bóng đèn này không cần sửa gì luôn á. Cứng. Đây bóng nữa. Bóng này thì thấy hai cái tim này nó bị cháy đen rồi nè. Chân cẳng thì nó còn tốt lắm. Hai tim nó cháy đen rồi sao rồi sáng được. À, không sáng thì mình thử bằng cách là mình lấy cái nhíp mình thử nó coi cháy không, hay là điện giật mình chứ queo luôn đó, sáng nè. Vậy là xác định là nó bị hang led đó. Thêm cái bóng đèn này nữa nè. Bóng đèn này thì mình không có thấy nó bị cái hư cái con led nào chứ. Đây là led 6V nè, sáng luôn cái mắc cười nha. Sáng luôn nữa chứ cười gì nữa mà cười, sáng luôn kìa. Nhưng mà mình mua thì nó có gì à, người ta tháo kia người ta giục nó mất tiêu rồi à. Thì bữa nay mua được mấy cái bóng đèn thì ok quá trời luôn. Mình mua được cái tai nghe này. Tai nghe này thì khi mình mua mình lấy điện thoại mình có thử qua rồi, nó kêu nghe à. Bây giờ mình rút cái này ra mới được quý vị. Dẹp này đi. Hết nhiệm vụ rồi. Đi em. Đây là cái tai nghe. Thấy nó hầm hố nó gãy chỗ này à. Đó. Nó bị gãy chỗ này rồi. Chỗ này cái chỗ mà cái này nó bị gãy rồi nè quý vị. Đấy. Gãy rồi nè. Không biết là người ta bỏ không biết là khi mà bán nó gãy, hay là bán vô ve chai trước khi bán nó gãy, hay là bán vô ve chai cái bài ve chai làm gãy không biết đó. Nhưng mà thử thì mà hát được kêu è à. Và nó là nó có cái này luôn, có công tắc nè, có lớn nhỏ nè. Bây giờ mình sẽ test thử cái thử lại coi nó có bị gì không á. Mình sẽ hát lên nè. Chuông màu xanh. Đây, chuông màu xanh. Rồi mình sẽ nghe thử coi. Có nghe mà nghe có một bên nè. À, nghe hai bên luôn rồi. Cái công tắc chỗ này là nó bị lỗi.
Không phải công tác mà. Cái volume nè. Ô, nghe nghe nghe, xây chỗ này nó được rồi nè. Nó bị cái này đó nè. Ô, nghe ok, nghe ok rồi. Nghe ok rồi, ok rồi. Còn cái vấn đề mà cái tay này là mình không biết nó gãy thì không biết là mình có sửa được hay không. Cái này thì dễ rồi, gắn vô không à. Cái này đang mà thu âm cái mic ha. Mua được cái tai nghe này quá im rồi. Quá ngon à. Mua cái chân này gặp thì lấy chứ biết chân để điện thoại nè. Một cái đế để pin mini, để pin đũa trong mấy cái đồ chơi á. LED thử luôn. 4V. 4V thôi, để nhiều quá là mờ đứt. Đức led ga nè, màu xanh màu vàng không cháy, ngược lại màu vàng màu xanh không cháy luôn. Led này chắc đi rồi quá, đi xa quá rồi quá. 4V không cháy. Lên coi 5V coi, màu xanh rồi. Rồi, ê chứ sáng à. 5V lại sáng nha. À sáng à. Cũng được, cũng đỡ. Thêm được con led đỏ này nữa. Có những cái mà đi mua ve chai thì nó có nhiều cái. Gì đây nè, gì đây thì hầu như ta cho mình luôn. Lại thêm được một cái bảng led nữa nè. Bảng led này không biết là chắc trong cái đèn led gì đó mình không có biết. Đèn led mini, đèn led để bàn hay gì đó. Led này chắc 5V quá. Led này toàn là những cái con led gì nè. Đỏ này là đỏ, này là dương nè, này âm nè. Cháy nè, sáng nè. 4V. 5V chứ, 6V coi. Cũng vậy nè, sáng nè. Đấy. Còn sáng hết luôn á. Được hai cái motor mini. Motor này chắc 3-4V gì. Dặn xuống rồi. 3V coi, chạy không? Trong mấy cái đồ chơi á. Motor này thì để đường nào nó cũng chạy chứ. Không quay ta. Không bo. Để lại coi. 3/7 mà 3/7 máy nó không chạy nữa. 4/5 rồi. 3 cục pin rồi đó. Ê, nó quay nó bo nè. Đó, nó bo mà nó bo yếu xìu. Cho mày lên 6/7 luôn. Đó, bo mạnh rồi nè. Thấy nó nhỏ gì mà nó bo. Nó bo điện cao dữ ta. Có cái tụ chỗ này nữa nè. Một cái motor mini. Đây thêm một cái nữa. Cái này bo chứ. Để nghịch nó không chịu bo nữa. Hình như để con tụ đó là nghịch lên nó không bo hay gì đó. Nó bo chỉ nó bo tới thôi, bo lui hay gì. Bo mà rồi coi nè. Bo như tay biến vậy. Thôi bỏ qua đi. Còn nhiều món để mà giới thiệu lắm. Mấy cái bánh xe đó. Mấy bánh xe trong đồ chơi để mà chế cháo. Thêm một cái này cũng cái cục sạc dự phòng nữa quá. Cái này là 12V 3A, cái này là cục sạc nữa nè.
thấy thì lụm luôn. Một cái đồ chơi huyền thoại ngày xưa bấm xếp hình. Cái này là cái miếng bì ca hồi nãy. Rồi, được một cái mạch sạc dự phòng. Đó. Được hai cái máy đồng hồ. Hai cái máy đồng hồ. Mình tháo ra cho mấy cái đồng hồ á. Được một cái đồng hồ để bàn rất là cổ xưa. Cái này trong phòng làm việc của ai á. Cái cổng USB. Được những món đồ chơi. Rất là đẹp. Đấy. Xe Lambo Mini được không à? Đấy. Đấy, máy bay, xe điều khiển không? Được một đống đồ nữa nè, đống thứ nữa nè. Đó. Đây. Được cái này là cái mà đạp. Cái này là cái gì 30V 2.5A, cái này là cái đạp của dàn mai á. Foot switch gì nữa. Còn cắt bỏ. Được một cái vỏ hộp. Outrun. Rồi. Mấy chiếc xe này thì mình không biết xài sao hết trơn á. Như là nó có điều khiển à. À. Cái nắp của nó nè. Nãy thấy cái nắp. Này có phải của nó không ta? Rồi của nó nè. Rớt ra. Đấy. Xe còn mới chát luôn. 3 chiếc. Mà không có cái cây điều khiển, không biết sao xài nó nữa. Mấy chiếc xe được chơi. Test không được. Không biết đường test. Cái súng này xài bằng cái gì ta? Không thấy, mình không biết cái súng này xài sao luôn á. Cái nào xài bằng pin không? Xài bằng pin thì nó có chỗ để pin chứ. Không có xài bằng pin hay gì á. Tháo không được, không biết đường tháo luôn. Này gắn vô làm sao ta? Thuộc bậy gãy người ta hết. Rồi gãy mẹ luôn à. Rồi. Bỏ cái súng này qua bên luôn đi. Được cây súng này nữa nè. Cái súng này thấy còn mấy ton nè. Để gắn pin vô thử coi. Đây. Máy bay. Mình sẽ lấy pin thử máy này đây. Thường là máy này chạy điện 4.5V thôi mà. Chiếc máy bay này nè. Thử chiếc máy bay này trước coi. Súng mới thử sau. Cái món đồ đẹp thử sau. Đây chiếc máy bay. Bật lên. Còn luôn. Kêu dậy trời luôn. Đấy. Để kiếm đồ chế nó lại. Cánh quạt đồ cho nó đẹp. Một cái. Được mua được cái này nữa nè. Cái này thì gắn pin vô nó không có chạy ra được đâu. Tại vì chân nó xét hết trơn. Mình thấy đây mình cũng cái này không bao giờ chạy đâu nha. Mình sẽ có một cách thứ hai mình test nó. Đó là mình sẽ sử dụng hai cái này nè. Dặn nó về 5V. Nhưng mà 5V này thì dòng ampe nó ra không có đủ. Mình sẽ xài cái cục sạc thần thánh của mình nè. Nó ra 4 con máy nè. Đó. Mình sẽ đó là cấp điện vô thử cho nó coi nó chạy không. Cái này là âm.
Ông nằm đây. Là Dương. Không đúng. Âm. Dương. Đấy, kêu nè. Ôi. À, nói chung là này còn xài được nè. Mình sẽ gì đợi chút xíu chịu khó đợi chút, mình sẽ lấy cái này. Gắn pin thì không được đâu, nó không có xét hết trơn, nó không ăn. À giờ mình gắn nè. Này là thằng Dương, này là thằng Dương nè. Rồi, nói chung là này còn xài được đi. Sao thép nó lu bu quá. Rồi, cho nó qua ba luôn. Cái này thì mấy cái này thì chúng ta bỏ qua một bên đi ha. Mấy đồ chơi này bỏ qua một bên đi. Siêu nhân gì nè, hình siêu nhân gì mình lum mới vô nè. Tìm đây cây súng nó nào mà mất tiêu cái bình nước ở này. Bữa nào đi chơi cái bình nước nó lụm tiếp. Đi ra chai được mấy cây súng vì nó mới ngầu. Đấy. Ba cây súng. Chiếc máy bay nè. Chiếc Lamborghini nè. Để lên cho nó. Cho nó ngầu quá. À, thấy chưa? Làm một cái hình nền cho nó hoành tráng rồi. Ok. Rồi bây giờ quan trọng là mình sẽ thử mấy cái này thì thử lên hết trơn à. Này thì không có hư gì đâu mà tại vì nó mất tiêu cái đồ điều khiển rồi. Bây giờ mình thử cái này. Này là để cái đầu này vô hả ta? Này để cái đầu này vô. Này thì để cái đầu này. Gắn vô. Bóp. Im ru. Coi lại coi. Cái này không có đụng với nhau sao ăn ra. Cái này hình như là nó mất ở đây rồi, nó có cái lò xo hay gì là nó mất tiêu rồi nè. Bây giờ để mình kiếm cái gì coi. Lấy cái cây kéo, cái này hay cái này nè. Rồi mình chập vô hai này coi. Chập vô hai cái đầu này nè. Cho nó bắt điện qua coi. Rồi mình sẽ bóp cò coi. Để cái tay gì bóp đây nè. Bóp cò coi nó kêu không. Ê kêu nè. Ê, đó. Ok, giờ bây giờ đợi mình chút xíu. Đối với cái này mình có cái phương pháp là mình chỉ cần kiếm một cái tấm giấy bạc á, mình sẽ bỏ ở đây nè, lỡ mơ lỡ lên nè, ha. Rồi bây giờ mình đã tìm được tấm giấy bạc như thế này nè, mình quấn lại nè. Bây giờ mình để vô luôn thứ rồi. Để tấm giấy bạc vô. Giấy bạc này nó có tính chất giãn điện, cái này là mình lấy ở trong cái gói thuốc á, cái gói thuốc hút á. Rồi. Rồi lên nè. Bây giờ bắn cầm nhanh cạnh luôn. Ok. Được một cái là cái súng à. Thì vừa qua mình có đi ve chai và mua được một số món đồ linh tinh như vậy. Thì mình giới thiệu lên cho anh em xem cho đỡ buồn ha. Và thân chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong các lần mình mua ve chai tiếp theo hoặc là các lần khác ha. Bye bye.